Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và ngày hôm nay thì Apple đã cập nhật cho anh em chúng ta không chỉ một mà những hai phiên bản cập nhật khác nhau. Đó chính là một phiên bản iOS 15.2.1 phiên bản chính thức và phiên bản iOS 15.3 phiên bản Developer Beta 2 thì cũng đã được cập nhật rồi. Và ở trong video này thì mình cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem ở trên cái phiên bản iOS 15.2.1 này thì nó sẽ có những cái điểm gì khác biệt nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, đầu tiên thì trên con iPhone 12 Pro của mình có một cái mức dung lượng để mà cập nhật lên phiên bản 15.2.1 này là 911MB. Thì đối với tất cả những cái chiếc máy từ iPhone cho đến iPad, và nếu như mà các bạn chỉ cập nhật từ 15.2 lên phiên bản 15.2.1 thôi thì nó sẽ dưới 1GB, tương đối là nhẹ nhàng để bạn có thể tải về và cập nhật cũng tương đối là nhanh. Và hiện tại thì mình cũng đã cập nhật xong, thì mình sẽ cho các bạn coi cái tên mã của cái bản cập nhật này. Ok, ở đây vào phần giới thiệu thì chúng ta sẽ có mã của 15.2.1 là 19C63. Rồi, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái điểm thay đổi ở trên cái phiên bản cập nhật lần này nhé. Và mình cũng đã có chụp lại cái phần những cái thay đổi ở trên cái chiếc máy này. Đây, các bạn có thể thấy, đầu tiên chúng ta sẽ có một cái fix lỗi là tin nhắn có thể không tải được ảnh gửi bằng liên kết iCloud. Và cái thứ hai là các ứng dụng về CarPlay của bên thứ ba có thể không phản hồi đầu vào. Rồi, cái lỗi đầu tiên thì một số bạn của chúng ta sẽ thường dùng ở một số những cái mục như sau. Ví dụ như ở đây các bạn muốn share một cái ảnh này đúng không? Rồi các bạn chia sẻ vào cái liên kết đó, lấy liên kết iCloud, và các bạn sẽ không có lấy được cái liên kết này, hoặc thậm chí là các bạn sẽ không gửi được cho người khác. Thì ở trên cái phiên bản này thì sẽ fix được cái lỗi này dành cho các bạn. Và hiện tại thì với con iPhone 12 Pro của mình thì nó đang bị đầy iCloud. Mình dùng 50GB rồi nhưng mà nó vẫn đầy, cho nên là mình không thể nào lưu cái ảnh này lên iCloud được. Đó, thì mình mô tả sơ cho các bạn có thể hiểu như vậy. Còn đối với CarPlay thì thực sự là ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ không có nhiều điều kiện để mà chúng ta có thể dùng được cái CarPlay này, và chúng ta cũng sẽ không biết được là lỗi của nó sẽ như thế nào. Thì nếu như những bạn nào mà chúng ta có CarPlay thì các bạn cứ cập nhật lên và sau đó các bạn có thể comment với mình ở bên dưới để mình cùng biết nhé. Rồi, ok, và đó sẽ là xong tất cả những cái điểm thay đổi ở trên cái phiên bản iOS 15.2.1, và chúng ta sẽ không còn bất kỳ một cái điểm thay đổi nào nữa cả. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng đến với Geekbench 5 để chúng ta có thể coi được cái điểm hiệu năng của cái phiên bản này. Rồi, ok, và với Geekbench 5 Pro thì chúng ta sẽ có một cái mức điểm như sau: 1.508 điểm đơn nhân và 3.502 điểm đa nhân. Nó sẽ thấp hơn tương đối là nhiều so với cái phiên bản 15.2, khi mà cái điểm đa nhân của nó lên tới tận là 3.961. Và một cái điểm tính tới thời điểm hiện tại mình cảm nhận được ở cái phiên bản 15.2.1 này là nó vẫn ổn định, vẫn bình thường, vẫn hoạt động tương đối là ok, chưa gặp phải một cái lỗi lầm gì cả. Và có thể là sau khi mà mình cập nhật lên, mình dùng khoảng từ 2 cho đến 3 ngày nữa thì mình sẽ có một cái bài review nó chính xác hơn về cái phiên bản iOS 15.2.1 này để các bạn cùng biết. Rồi, vậy thì cái câu hỏi bây giờ là chúng ta có nên cập nhật lên phiên bản iOS 15.2.1 hay không? Thì với cá nhân của mình, những bạn nào mà chúng ta đã dùng phiên bản 15.2 rồi, nó tương đối là ổn định, hiệu năng cũng ok, thì các bạn không cần cập nhật lên. Còn đối với những bạn nào mà chúng ta đang dùng những cái phiên bản beta hoặc là phiên bản 15.0 này, 15.1 này, nó hao pin rồi là nó gặp lỗi này lỗi kia, lỗi tắt màn hình các thứ, thì bạn có thể cập nhật lên 15.2.1 để có thể khắc phục được cái tình trạng này. Rồi, ok, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Và các bạn cảm thấy sao về phiên bản iOS 15.2.1 chính thức thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới, và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai với iOS 15.3 beta 2 nhé. Ok, bye bye, xin chào.